ngày 7 đến ngày 9 tháng 6 năm 2017, Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm Dịch vụ Viễn thông Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ICT.com 2017 và Triển lãm Quốc tế về Phát thanh Truyền hình Broadcast Việt Nam 2017 được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7. Triển lãm được công ty APEX phối hợp với Hiệp hội Internet Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam và Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ tổ chức có quy mô lớn hơn lần triển lãm trước đây với 350 gian hàng của hơn 200 doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm lần này thu hút các thương hiệu hàng đầu của Việt Nam và trên thế giới như công nghệ phát sóng, vệ tinh, truyền hình kỹ thuật số, truyền hình độ nét cao HD, phát thanh, giải pháp phần mềm, tương tác truyền thông, cáp truyền dẫn, công nghệ giải mã, công nghệ 4G LTE Internet tốc độ cao, Big Data. Các đơn vị cũng giới thiệu nhiều giải pháp hỗ trợ tổ chức kinh tế và chính phủ điện tử, phần mềm ứng dụng, công nghệ thiết bị đầu cuối, bảo mật dữ liệu, với tính khả dụng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và phát thanh truyền hình. Trong khuôn khổ diễn ra triển lãm, VNPT Technology ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV trực thuộc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, người tiêu dùng có điều kiện tiếp cận những sản phẩm dịch vụ kỹ thuật số có chất lượng cao với nội dung đa dạng cùng nhiều tiện ích nổi bật như xem truyền hình HD, chương trình truyền hình theo yêu cầu VOD, chương trình giải trí cho gia đình, trẻ em và nhiều ứng dụng độc quyền thuần Việt.